các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn cái con máy bay mô hình Helicopter HX-703 VMAX ha. Cái con này là cái con bay ba kênh thôi. Thì các bạn đây các bạn cũng thấy nè. Đây là HX-703 nè. Và đây là ba kênh nè ha. Và cho bé 8 tuổi trở lên có thể chơi được cái sản phẩm này. Thì ở đây mình phù hợp cho các bạn xem về cái sản phẩm này. Máy bay nè ha. Máy bay hai tầng cánh ha. Đây là cục remote điều khiển ha. Thì đây là cái cần lên xuống nè ha. Đây là cái cần quay bốn hướng, lên xuống và có trái và phải. Ở đây là các bạn cũng có thể xoay tròn tròn được luôn nè ha. Không thể xoay tròn tròn được luôn. Thì cái nút này là cái nút khi máy bay cân bằng á, tức là khi mà các bạn cất cánh nhẹ lên á thì máy bay nó xoay, thì cái nút này là chú chỉnh xoay ha. Đây trên này là có nút đèn không, bạn thấy nó để chữ like nè. Đèn này có thể bật sáng tối nè. Còn này là nút turbo. Nút turbo này có thể là cái nút mà đáp trái đáp phải ha. Và nút này là cái nút IBC, cái nút kênh. Nó phù hợp với cái máy, phù hợp với máy bay á. Này nút on off nè ha. On off. Ok. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn coi về máy bay này nó hoạt động như thế nào ha. Đây. Đây mình mở công tắc của cái máy bay này ha. Đó. À đây không? Đủ màu sắc. Đủ màu sắc. Chói lóa luôn. Mình mở on lên ha. Kéo ra xem cho bạn coi. Mình cất cánh thử ha. Mình nút lên nè. Ha, để nhẹ ha. Các bạn thấy nó xoay ha. Thì cái nút này là cái nút chỉnh xoay nè. Chỉnh xoay tới khi nào mà máy bay nó dừng nó không xoay nữa là các bạn có thể cất cánh được. Vậy là các bạn có thể cất cánh được nè ha. Ha. Cái nút này, cái nút like nè ha. 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 Nút like. Còn nút turbo này là nút điều khiển cho các bạn cất cánh thì nó mới chạy ha. Bây giờ mình cất cánh lên cho các bạn coi ha.